Đây là cây nho thơ gỗ có xuất xứ từ Nam Mỹ và rất là phù hợp với điều kiện khí hậu nhiệt đới của Việt Nam. Sau khi trồng cây giống từ 6 đến 7 năm thì sẽ bắt đầu cho trái và mỗi năm cho trái được từ 3 đến 4 lần. Cây càng lâu năm thì cho trái càng nhiều. Trái nho thơ gỗ Nam Mỹ thì ngoài việc ăn tươi rất là ngon, còn có thể làm nguyên liệu để làm bánh, mứt, rượu. Nhà vườn Khánh Võ, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển giống cây trồng ngoại nhập. Hotline 096 234 7777, tư vấn chụp hình cây thật tại vườn. Địa chỉ vườn số 15 đường Song Hành, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cách ngã tư An Sương 100m. Website nhavườnkhanhvo.vn. Nhà vườn Khánh Võ.